Có một loại người á, chơi chung với người ta, sau đó thích người ta, nhưng mà lại không dám nói. Sợ khi nói ra thì người ta không còn chơi với mình nữa. Nhưng mà bạn dở lắm. Bạn không chịu nói ra, bạn sẽ có hai vấn đề. Một á, là bạn sẽ gọi là bị mất người đó luôn. Hai á, bạn ở giống tôi.